Xin chào quý vị. Hôm nay Thục lại giới thiệu với quý vị một bài hát mới, cũng là về đề tài muôn thuở, về tình yêu. Nhưng mà bài hát này có lẽ đặc biệt hơn một chút, bởi vì là Hiền Thục đã học nó trong vòng 3 năm để có thể hiểu hết những câu từ trong bài hát này. Không ngăn được lý trí của nhạc sĩ Phạm Trưởng, nghĩa là khi có một cuộc tình mới, người ta vẫn sẽ có thể nhớ người cũ, nhưng mà với em sẽ quên người cũ trong vòng tích tắc. Rời đi như gió như mây, anh chẳng cần chi biết anh đi anh có buồn không, xa nhau anh si mê gì không. Thời gian trôi đi rồi em sẽ quên, quên đi hình bóng anh, vì ta chỉ đến bên nhau khi ta cần nhau. Đã xóa đi bóng hình tìm kiếm hạnh phúc cho mình, dĩ vãng đã gác qua một bên. Thế nhưng có ai ngờ lời nói nhân thế, ai ngờ tình cũ không rũ cũng đến. Đến bên nhau làm chi để rồi đường ai nấy bước, bước qua đời nhau chỉ giây phút thôi sao. Nhớ khi không gần nhau thật lòng đã có nghĩ đến nhau, hay con tim không ngừng lại đam mê khát khao, mình chắc chắn được rằng không có lỗi với người đến sau. Biết anh chỉ cần em thật sự, nhưng khi anh nhớ đến những khi hạnh phúc, người có nhớ em không? Thế nhưng khi gần nhau mặn nồng, như khi yêu đã lâu, mai sau lỡ nếu gặp lại, chỉ hai ta hiểu nhau. Tình như thế gọi là gì? Sao ta vẫn không ngăn được lý trí? Đã xóa đi bóng hình tìm kiếm hạnh phúc cho mình, dĩ vãng đã gác qua một bên. Thế nhưng có ai ngờ lời nói nhân thế, ai ngờ tình cũ không rũ cùng đêm. Đến bên nhau làm chi để rồi đừng ai lấy bước, bước qua đời nhau chỉ giây phút thôi sao. Nhớ khi không gần nhau khịt lòng đã có nghĩ đến nhau, hay con tim không ngừng lại nhiều đam mê khát khao, mình chắc chắn được rằng không có lỗi với người đến sau. Biết anh chỉ cần em thật sự, nhưng khi anh nhớ đến những khi hạnh phúc, người có nhớ em không? Thế nhưng khi gần nhau mặn nồng, nhưng khi yêu đã lâu, mai sau lỡ nếu gặp lại chỉ hai ta hiểu nhau. Tình như thế gọi là gì? Sao ta vẫn không ngăn được lý trí? Để rồi đường ai nấy bước, bước qua đời nhau chỉ giây phút thôi sao. Nhớ khi không gần nhau thật lòng đã có nghĩ đến nhau, hay con tim không ngừng lại nhiều đam mê khát khao, mình chắc chắn được rằng không có lỗi với người đến sau. Biết anh chỉ cần em thật sự, nhưng khi anh nhớ đến những khi hạnh phúc, người có nồng như khi yêu đã lâu, mai sau lỡ nếu gặp lại chỉ hai ta hiểu nhau. Tình như thế gọi là gì? Sao ta vẫn không?
không ngăn được lý trí. Còn nỗi đắng cay riêng mình em, vì anh giờ đã quên. Có đâu nào hay anh đổi thay, dù yêu dấu vẫn mãi đong đầy. Có chôn niềm đau sâu vào tim, và đành thôi lãng quên. Tình yêu giờ như là cánh chim,